Mai xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà 5 tầng diện tích 30m, tổng sử dụng mỗi một căn là 150m, theo đúng như hiện trạng là nhà xây mới hoàn toàn. Quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, hướng nhà là hướng Tây Nam. Đường ngõ thực tế trước nhà hơn 2m, cách 20m là ra tới đường ô tô tránh nhau, giao thông đi lại thuận tiện. Xung quanh đầy đủ tiện ích, ngập tràn chất dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, giao thông rất là ok, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Với căn nhà này, ưu điểm là đường ngõ nông, thông thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông. Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái vị trí này thì gần với trục đường quốc lộ 6, gần trường đại học Phenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với bệnh viện Nhi Hà Nội. Với cái vị trí này cách với bệnh viện Nhi Hà Nội đâu đấy chỉ khoảng tầm 3 km thôi mọi người ạ. Tiện ích rất là đầy đủ, chợ trường phường trạm mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2. Và mời quý vị theo Trần Ngoánh vào khám phá cụ thể với căn nhà 30m xây 5 tầng này xem thiết kế như thế nào. Với tầng 1 của ngôi nhà, căn nhà này thì được phật mặt tiền nó rộng mọi người ạ. Cho nên cái phần thiết kế của nó gần như kiểu nhà ngang ấy. Thì phần cửa chính của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, một phòng khách sử dụng ở phía dưới tầng 1. Thì hiện trạng chủ nhà đã để một bộ sofa ở đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này hoàn thiện 100% theo đúng như hiện trạng là nhà mới dọn về ở được ngay. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng và phần phòng khách tương đối rộng và thoáng. Đã rất là lâu rồi Ngọc Ánh mới lên video để gửi tới cho quý vị, bởi vì trong thời gian vừa qua có những cái ngôi nhà nó chưa lên hoàn thiện như thế này mà đã bán rồi. Cho nên khi mà có nhà một cái thì Ngọc Ánh sẽ quay và review cho quý vị ngay. Đây là phần không gian phòng bếp, với phần phòng bếp cũng hoàn thiện chỉnh chu, phần tủ bếp, phụ kiện chất liệu inox 304, xung quanh ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304. Vị trí này gần với đường ngõ ô tô tránh nhất, gần với lại bãi gửi xe ngày đêm, rất là ok. Chợ trường phần trạm cách nhà khoảng tầm phạm vi bán kính 800m thôi ạ. Nằm ở trong khu dân cư rất là đông, nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên ngõ này không phải là ngõ thông quý vị nha. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 1, tương đối rộng, có đầy đủ máy bơm cũng như bồn cầu ạ. Nói chung sự trở lại của Ngọc Ánh trong thời gian vừa qua, phải cách đây một tháng không lên video thì gần đây Ngọc sẽ cố gắng nhất để quay những cái video nhà thô, vị trí để cho quý vị có thể nắm bắt được. Với thời điểm hiện tại thì giá nhà đất hiện tại đang là cao mọi người ạ. Cho nên quý vị cứ cân đong đo đếm xem là cái tầm nào nó phù hợp. Tất cả mọi cái giá cả em đều công khai ở dưới phần miêu tả quý vị nhá, không có giấu giếm gì cả. Quay nhà có sao thì nói như thế, hiện trạng nhà có như thế nào thì chia sẻ với quý vị như vậy. Và đặc biệt giá bán 100% là công khai, giá bán từ chủ đầu tư, không có bao giờ mà bán chênh báo chênh lên một đồng nào. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm đến kênh bán hàng của Nhà Tốt nhá. Mời quý vị theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Trước khi lên trên phần tầng 2 thì quý vị có thể nhìn thấy thực tế toàn bộ tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, mặt bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Với căn nhà 5 tầng thiết kế tương đối là hiện đại, mỗi một khổ đất, mỗi một căn nhà thiết kế khác nhau, tùy theo chủ đầu tư khác nhau. Mời quý vị theo chân em lên khám phá xem ngôi nhà này thiết kế có công năng hài hòa, hợp lý dành cho một hộ gia đình hay không nhé. Và với ngôi nhà 5 tầng, tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà này thiết kế tương tự nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh quý vị nha. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ đây, rất là rộng, thoáng. Với cái diện tích 30m thiết kế mỗi một tầng một phòng cho nên công năng sử dụng tương đối là hợp lý, ổn nha mọi người. Vẫn được 3 phòng ngủ rộng, phòng khách, phòng bếp riêng biệt, phòng thờ sân phơi riêng biệt. Với phần phòng ngủ này thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một chiếc giường cũng như một chiếc tủ, hệ thống trần thạch cao, đèn ngủ đầy đủ. Rồi ở phía dưới chân của Ngọc Ánh là sàn gỗ. Đây đang để giường, để tủ mà cái không gian sinh hoạt ở trong phòng ngủ này vẫn còn tương đối là rộng. Quan trọng bây giờ nó là giá bán, vị trí, công năng, xem nó có phù hợp với lại một hộ gia đình sử dụng, cũng như phù hợp với lại tầm tài chính và phù hợp với cung đường đi làm của quý vị hay không.
Cửa phòng ngủ thiết kế là cửa gỗ, phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong. Đây là phần phòng vệ sinh. Có cửa sổ thoáng này, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen tắm, đầy đủ cho quý vị. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng căn. Điện lực EVN Hà Nội, nước sạch ở quận Hà Đông mọi người nha. Mời quý vị theo chân ngói lên tầng 3 của ngôi nhà. Và như em vừa chia sẻ, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, tổng công năng 3 phòng ngủ rộng. Phòng nào phòng ngủ cũng được thiết kế sàn gỗ, cửa gỗ. Phía bên trong đầy đủ hệ thống đèn led, trần thạch cao, đầy đủ cho quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Quan trọng là vị trí thôi. Với vị trí phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì vị trí này sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông. Quý vị đi làm theo cung đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, đi làm theo Nguyễn Trãi Thanh Xuân, đi làm ở khu vực Chương Mỹ, Hoài Đức và Quốc Oai đều tương đối là hợp lý. Nó sẽ phạm vi bán kính khoảng tầm 10 km quay đầu nhé. Đây là phần tầng 3, mời người theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Hướng nhà này là hướng Tây Nam, quý vị nào đang hợp hướng Tây Nam thì có thể tham khảo. Đó. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận nha mọi người. Ở đây có hai căn thì hiện tại còn cả hai, cho nên quý vị có thể đến xem thực tế ngôi nhà, xem về những cái tiện ích xung quanh chợ trường phường trạm xem thế nào ạ. Phòng vệ sinh tầng 4. Đầy đủ hết công năng cho quý vị. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Đây là phần cầu thang đi lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Như em chia sẻ, toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Và ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 5 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn phần ở phía ngoài là phần sân phơi. Hoặc nếu như quý vị nào tận dụng phòng riêng để làm phòng ngủ thì quý vị có thể làm phòng thờ ở ngoài đây. Cũng tương đối là hợp lý. Cái này thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi ạ. Còn đây là phần sân phơi. Đây, quý vị có thể nhìn xung quanh. Tiện ích đầy đủ. Nằm ở trong khu dân cư không gần đình chùa miếu mạo. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Như vậy Ngọc đã review cụ thể với ngôi nhà 5 tầng từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà để quý vị có thể xem là cái ngôi nhà này thiết kế như thế này thì nó có phù hợp với lại hộ gia đình của mình sử dụng hay không. Cái giá bán như thế và cái quãng đường đi là như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.